Kinh doanh nhà thuốc online muốn bán được hàng cần phải biết đến điều này. Kinh doanh online khác với kinh doanh offline một chỗ, đó là mình không thể nào mà nói được tất cả các loại thuốc trong nhà thuốc, mà cũng không thể nói được tất cả các cái bệnh trong nhà thuốc được. Tại vì là khi mà mình nói như vậy thì mình không có đủ thời gian để mà mình nói. Nó không đủ nguồn lực để mình nói cho tất cả được. Khi mà mình lên online, mình muốn lên nhanh thì mọi người phải có một cái mô hình kinh doanh. Và những cái bên lớn ấy, họ đang làm, những cái anh chị đi trước mà đã thành công đang làm, họ gọi là cái mô hình miễn phí. Cái mô hình miễn phí được hiểu như thế này: đây là một cái xu hướng mà tôi thấy ở bên Trung Quốc ấy, họ làm rất là nhiều năm nay rồi. Và bây giờ thì thị trường Việt Nam chúng ta cũng mới bắt đầu thôi. Đại khái là mình cho đi những cái gì mà trước đây người ta phải trả phí thì bây giờ nó là miễn phí. Ví dụ như trước đây để được gặp bác sĩ tư vấn là phải mất phí, còn bây giờ thì bác sĩ chủ động làm video tư vấn cho mọi người nghe, chỉ những cái mẹo cho mọi người hoàn toàn miễn phí. Thay vì mọi người tìm kiếm search trên Google nó mới ra, hoặc là phải hỏi ai đó, thì vấn đề ở đây là có một người nào đó người ta chia sẻ cái kiến thức miễn phí, hoặc là làm cho các bạn các cái tài liệu miễn phí. Ví dụ như hệ thống nhà thuốc Havanet của tôi đã có những cái tài liệu về những người mà bị về mỡ máu. Chúng tôi đã in ra những cái danh sách về chế độ ăn uống cho người bị mỡ máu. Chúng tôi hướng dẫn cụ thể, tạo thành một cái file để gửi cho khách hàng. Đó là cách tiếp cận đến khách hàng của chúng tôi. Hoặc là các cái video để họ có thể họ xem video mà mình hướng dẫn ăn uống đúng cách nếu như bị mỡ máu, hoặc là những người bị tiểu đường. Anh chị có thể làm những cái video nói về bệnh tiểu đường theo cái giai đoạn, và sẽ làm các cái tài liệu để mình tặng cho họ, để họ biết được chế độ ăn uống ra sao cho nó phù hợp. Đó là những cái thứ mà nó nhỏ nhặt nhưng mà mình đang cho đi những cái điều giá trị đấy các bạn ạ. Từ cái việc làm mình giống như là một cái người huấn luyện viên về sức khỏe của họ như vậy, mình cho đi miễn phí những cái thông tin như vậy, thì sau này mình sẽ có được sự yêu thích của họ. Từ cái việc họ tin tưởng, họ yêu thích mình, họ sẽ mua những cái sản phẩm của mình. Sau này mình phải làm online, mình có hệ thống bán hàng dẫn dắt nữa, chứ không phải là tự nhiên mà mình nổi tiếng, mình thích bán thì mình bán là không được đâu. Cách bắt đầu mình dẫn dắt họ, mình phục vụ họ tận tâm thì khách hàng họ mới quay lại với mình. Đây là một vài những cái chia sẻ của cá nhân tôi. Hy vọng rằng nó có thể giúp ích được cho các anh chị, và nó có được những cái ý tưởng để giúp anh chị có thể kinh doanh thành công. Hẹn gặp lại các anh chị ở trong các cái video tiếp theo. Đừng quên bấm một nút đăng ký, bấm nút chuông thông báo và chia sẻ video này đến với những người bạn của mình. Họ sẽ vô cùng biết ơn bạn, và bản thân tôi cũng vô cùng biết ơn bạn vì đã đồng hành cùng tôi trong việc giúp đỡ nhiều người kinh doanh thành công hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của tôi.